Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện hồn ma cô Bà Xuyến thuộc thể loại kỳ bí linh dị đô thị của tác giả Trường Trần là câu chuyện rất hay mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện hồn ma cô Bà Xuyến qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào một đêm trăng sáng, gió mát cùng với những vì sao lấp lánh trên bầu trời, tại một căn nhà nhỏ tại trung tâm Sài Gòn. Trong gian nhà, đèn đóm đã tắt hẳn đi, trên gác còn ánh sáng đèn bàn đang cố chiếu sáng gần cửa sổ. Ở đó tôi đang nằm ngủ gần mẹ trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Hồi ấy tôi còn nhỏ, mỗi lần trước khi ngủ thì mẹ hay kể cho tôi nghe những câu chuyện xưa tích cũ hay những câu chuyện ma rất hay, không kém gì những bộ phim ma trên tivi. Tôi lúc này nói: mẹ ơi, mẹ kể cho con nghe về chuyện ma quê mình đi, chuyện nào mà rùng rợn nhất ấy. Mẹ tôi suy nghĩ một hồi chợt nhớ ra, bà liền nói: ồ thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện này nha. Thế nhưng mà con phải hứa với mẹ, nghe xong phải đi ngủ đấy. Vâng ạ, con hứa, mẹ kể đi. Được rồi, đây là một câu chuyện có thật đấy, mà nó xảy ra lâu lắm rồi. Hồi nhỏ mẹ hay nghe ông ngoài con kể là con ma đó thành quỷ, nổi tiếng cả làng đó con. Tôi nghe vậy thì hào hứng hỏi: thật vậy hả mẹ? Câu chuyện nó làm thế nào vậy mẹ? Mẹ tôi từ từ kể chuyện, từng câu từng chữ mẹ kể cho tôi nghe, có một cảm giác như đang bị cuốn vào một thế giới huyền bí siêu nhiên. Chuyện đó xảy ra cách đây khoảng 60 năm về trước, tại một làng quê nghèo hẻo lánh ở xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Ngày xưa nó thuộc tỉnh Bình Dương, sau này được tách ra thành huyện Củ Chi, và đó cũng là quê hương của mẹ tôi. Ngôi làng nằm giữa những cánh rừng bao quanh bạt ngàn, xa xa có bóng người chăn trâu cấy lúa trên những cánh đồng vàng óng, hòa cùng với làn gió mát tạo nên một mùi thơm ngây ngất cả vùng làng. Xa kia nữa là một khu đất trống với những ngôi mộ vắng lặng hoang vu. Ở làng lúc đó nhà cửa còn thưa thớt, chứ không san sát như bây giờ. Nhà cửa thường được xây bằng cây rồi lợp mái tranh trông đơn sơ bình dị. Người dân Củ Chi lúc bấy giờ nổi tiếng với tính chịu khó và sự nhiệt quyết quả cảm trong thời chiến, cho nên họ từ đó đã được mệnh danh là con người của vùng đất thép. Cuộc sống của người làng chủ yếu buôn bán nhu yếu phẩm. Buổi sáng những người đàn ông lên rừng cao su chở củi về chợ buôn bán, phụ nữ thì bán rau bán thịt, khoai mì bánh tráng, trông nhộn nhịp. Và ở phía đầu làng những đứa trẻ nô đùa vui vẻ, chiếc oàn tù tì ngập tràn tiếng cười. Đến giấc chiều thì già trẻ gái trai ai cũng về nhà nấy để cơm nước nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đầy vất vả. Con đường làng thời ấy hoang sơ lắm, con đường đất đỏ gồ ghề trơ trọi sỏi đá, chỉ chưa có trải nhựa đường như bây giờ, cho nên việc qua lại có chút khó khăn. Hai bên đường là hai rừng cây rồng lớn ngút ngàn vô tận. Đi tới nữa thỉnh thoảng có những cánh đồng lúa đầy gió mát lồng lộng rất nên thơ. Phương tiện đi lại chủ yếu là xe bò và xe ngựa. Từ làng nọ hay đi qua một khu đất trống có một cây mít này trông rất to lớn và sum xuê. Cây mít ấy thỉnh thoảng có người lại hái trái, nhưng về sau mọi người lo toan công việc nhiều cho nên ít ai qua lại chỗ đó. Không những vậy, trong dân gian có kể cây mít này là một loại cây mang tính tâm linh rất tốt, cho nên các vong hồn đầu đường xó chợ bị chết oan thường hay vào cây đó để trú ngụ. Vì lẽ đó cho nên nhiều thanh niên làng này ai nấy đều sợ rước họa vào thân, cho nên không ai dám chặt cây đi. Đoạn đường qua khu đất trống đi thêm 30 cây số là đến rừng cao su. Đây cũng là nơi các tiểu phu hay đốn gỗ để có thu nhập trang trải cuộc sống. Trong làng có một nhà nọ có một người phụ nữ trẻ vì lỡ làng tình duyên rồi mang thai. Nhưng khốn nạn hơn là tên người tình bội bạc ấy đã có vợ từ trước. Hắn biết cô có con liền hất hồi cô một cách thậm tệ. Quá uất hận cho nên trong một đêm trăng tĩnh lặng, sau khi sinh xong đứa bé,
Cô gái lén đi đến một cống thoát nước ở gần đồng trống, quấn một tấm vải lụa trắng vào đứa trẻ, đặt nó vào cống thoát nước nhằm thủ tiêu đứa bé. Ở cái thời đó, phụ nữ chửa hoang sẽ mang tiếng cả đời, cho nên người mẹ nào muốn bảo vệ danh dự dòng họ liền đem con đặt trước cửa chùa để không ai biết đến. Trong trường hợp người mẹ này, vì ngôi làng cách chùa chiền quá xa, cộng thêm sự căm thù tức giận với người chồng bội bạc, cô đã nhẫn tâm chút giận lên đứa bé vô tội. Sau khi cô gái đặt đứa trẻ xuống cống thoát nước, đứa bé liền trôi lênh đênh dưới cống nước như chiếc thuyền giấy. Trôi được một đoạn, nước dâng cao chảy mạnh, cuốn đứa bé chết trong tức tưởi. Đến sáng hôm sau, người ta đi qua con đường đó đến bãi ruộng gặt, thì tình cờ thấy dưới cống có xác của một đứa trẻ quấn tấm vải trắng lụa trôi lềnh bềnh trên dòng nước. Thế kinh hãi, họ liền vớt xác và đem chôn đứa bé xấu số tại khu đồng trống đất hoang có cây mít này ở đó. Vài ngày sau, trường làng cùng người dân lập miếu nhỏ để nhang khói đầy đủ cho vong linh đứa trẻ được yên nghỉ. Lại nói về cô gái, sau khi hại chết con, cô thu dọn đồ đạc bỏ trốn sang xứ khác làm ăn, thậm chí có khi đi xin ăn hoặc làm thuê cho các phú hộ. Còn gã người tình không hiểu có phải do quả báo đến không mà một tuần sau hắn ta đột nhiên lâm bệnh rồi chết bất đắc kỳ tử tại nhà riêng. Kể từ đó, khu đất trống đó sẽ ra nhiều chuyện lạ. Mỗi khi có ai dậy sớm đi qua khu đất hoang ấy, lại nghe tiếng văng vẳng có tiếng trẻ con khóc. Biết đó là vong của đứa trẻ bị chết oan, cho nên ông trưởng làng cũng muốn thầy về cúng. Được một thời gian thì không xảy ra chuyện gì. Người ta nói là sư thầy cầu siêu thành công, hồn ma của đứa bé đã đi đầu thai. Thế nhưng ai mà biết được, đó chỉ là khởi đầu cho những sự kiện sau này. Rồi thời gian 20 năm trôi qua, cuộc sống người dân trở nên yên bình, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Mọi người vẫn làm việc và cười nói nô đùa như bao ngày. Thế nhưng chỉ được vài tuần thì có một chuyện rất lạ xảy ra ở cái khu đất hoang mà nhiều năm trước người làng đã nhờ sư thầy năm xưa thờ cúng. Đó là vào một buổi tối lạnh lẽo trăng sáng trên con đường làng thanh vắng. Ở trên con đường mòn có thấp thoáng một bóng dáng gầy gò của một người đàn ông bước đi chậm rãi, cùng ánh lửa lập lòe từ chiếc đèn dầu cũ kỹ. Đó là ông Bảy khi trên đường đi mua mấy cái bánh ngọt ở tiệm tạp hóa về. Giờ chỉ mới 9 giờ tối, thế nhưng ở làng ngày ấy mọi người thường ngủ sớm để sáng còn phải dậy sớm tất bật công việc. Và vì đứa cháu trai ở nhà thèm bánh ngọt cho nên ông thương cháu nhiều. Ở làng cũng có tiệm tạp hóa nhưng rất ít bán đồ, cho nên ông phải sang làng bên để mua được nhiều thứ hơn. Ông Bảy năm nay hơn 60 tuổi đang về hưu. Nhà ông chỉ có một đứa con trai lớn đang làm ruộng thuê cho nhà địa chủ làng trên. Cho nên một tuần anh về nhà một lần thăm ông và gửi chút tiền bạc về. Còn vợ ông đã bỏ nhà đi xa xứ từ 3 năm trước chỉ vì không muốn chịu cảnh nghèo khó chung với ông, cho nên ông có chút tủi thân lắm. Tháng trước có mấy người dì nhắn gửi đứa cháu trai ở nhà để ông trông hộ. Đứa cháu này rất ngoan cho nên sau ông cưng chiều nó nhiều lắm. Ông lại ở một mình cho nên có đứa cháu vui tính vui nết thế này coi như niềm hạnh phúc giúp ông quên đi những buồn phiền về cuộc sống. Đàn ông Bảy đang trên đường về nhà khi đến khu đất hoang có ngôi miếu nhỏ ấy, nhang khói vẫn cháy, ông thầm nghĩ. Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào căn miếu này, đêm khuya tự dưng mình có một cảm giác ớn lạnh. Không để ý, ông bước tiếp. Vừa đi được một đoạn thì chợt một cơn gió từ trong rừng thổi đến, khiến ông lạnh cả sống lưng. Ông đứng khựng lại. Trong cái khung cảnh về đêm âm u như vậy, vang lên tiếng ve sầu, tiếng dế kêu, cùng với những tiếng ếch ộp, làm cho tâm trạng của ông trở nên lo lắng. Rồi trên bầu trời những con quả bỗng quay bao quay lại, những cái cây cổ thụ lớn mà kêu lên những âm thanh ma mị như báo hiệu sắp có chuyện xảy ra. Cái tiết trời về đêm sao mà lạnh lẽo đến hiu quạnh, phía hai bên chỉ có rừng cây rậm rạp, như đang đồng hành cùng ông trên đoạn đường có một bóng người. Đi đường thêm một đoạn thì bỗng từ xa có một trận cuồng phong thổi mạnh đến.
làm cho những bụi cây rừng ngả nghiêng. Gió thổi ngày một mạnh hơn, làm chiếc đèn dầu ông đang cầm trên tay vụt tắt. Lúc này cả không gian và bầu trời hoàn toàn chìm trong bóng tối, làm cho ông tự hỏi: quái lạ, hàng đêm mỗi lần qua khu này, mình có bao giờ bị gió thổi tắt đèn đâu. Thôi chết, phải chạy về nhanh kẻo gặp cướp. Đường vắng thế này lỡ có chuyện thì chỉ có chắc chết. Từ chỗ đoạn đường đến ngôi làng chỉ còn 3 cây số, ông ráng chạy thật nhanh. Nhưng khi ông đang chạy thì nghe bên tai có tiếng cười khằng khặc như vọng lại từ chốn âm ti. Cái âm thanh đó vang vọng khắp rừng, làm cho ông bảy thêm rùng mình. Mặt của ông bắt đầu tái nhợt như không còn giọt máu. Ông lẩm bẩm: mình có nghe nhầm không? Hình như có tiếng ai đó cười thì phải. Không lẽ ở đây có ma? Nghĩ mình nghe nhầm, ông lấy hai tay rụi mắt vài lần để tỉnh người ra. Thế nhưng nào ngờ tiếng cười ghê sợ đó vẫn còn. Nhưng kỳ lạ là nhìn qua lì nài không có ai. Xung quanh ông lúc này chỉ là một màn đêm tăm tối. Tiếng cười mỗi lúc một lớn dần cùng với tiếng gió thổi vù, càng làm tăng thêm một cảm giác lạnh lẽo. Với sự sợ hãi tột cùng, ông bảy tay chân run rẩy làm rớt cây đèn dầu xuống đất, và mấy cái bánh ngọt cũng rơi xuống theo. Ông có giò chạy thẳng thục mạng về nhà. Do chạy nhanh quá nên ông làm bay luôn 2 chiếc dép mà không hay. Vừa chạy ông vừa la lớn: ma, cứu tôi với làng xóm ơi. Ông tiếp tục chạy mà chỉ nhìn về phía trước, trong khi sau lưng tiếng cười ma mị đó vẫn còn. Khi mà ông bảy đã chạy khuất khỏi cánh rừng thì trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ đó, phía sau cây cây mít này có bóng của một cô gái áo trắng đang bước ra. Mái tóc của cô dài và xõa ra che kín cả khuôn mặt. Trên vai cô còn khoác một tấm lụa trắng quen thuộc mà trước đây người mẹ năm ấy đã quấn cơ thể của cô trước khi thả cô xuống cái cống oan nghiệt. Cô bước lại chỗ có mấy cái bánh ngọt ở dưới đất cầm lên ăn. Vừa ăn cô vừa nhai ngấu nghiến, cái âm thanh nhai ngồm ngoàm của ma quỷ khi đang ăn nó nghe ghê sợ làm sao. Cứ như có một con thú dữ đang ăn vậy. Ăn xong còn nở một nụ cười đắc chí: ngon lắm, đã lâu lắm ta mới được ăn ngon như vậy. Rồi nữ quỷ dần tan biến vào bóng đêm giữa khu đồng trống trải ảm đạm và ghê sợ. Đàn ông bảy vừa chạy vừa la, mọi người trong làng chuẩn bị tắt nến đi ngủ. Họ nghe tiếng la vang trời của ông, nghĩ có chuyện chẳng lành, đám đông liền kéo ra. Lúc này trước mặt của họ là ông bảy với cái mặt tím ngắt, thở không ra hơi đang chạy đến. Mấy anh thanh niên thấy vậy thì vội hỏi: ông bảy, có chuyện gì vậy? Ông bảy liền trả lời: có ma ở đằng kia, nó vừa cười ghê lắm. Tôi còn nhớ rõ giọng cười của nó, không hề giống con người. Hoảng quá tôi mới chạy một mạch về đây. Mấy thanh niên nghe ông bảy nói như vậy thì họ đốt đuốc rồi kéo nhau lại chỗ ấy xem thế nào. Thì trước mắt họ tất cả chỉ là một sự im lặng. Một anh thanh niên trong nhóm cười: ông bảy chắc già quá hoa mắt, chứ ở đây làm gì có ma. Ông bảy vẫn cố giải thích nhưng không ai chịu tin. Cũng không lạ gì vì có ai đã thấy con ma đó thế nào đâu mà tin ông. Sẽ đằng xa một người đàn bà 50 tuổi, với bộ quần áo bà ba màu xám đi đến nói với ông bảy: có chuyện gì mà đêm khuya la làng thế ông? Khuya rồi để mọi người ngủ chứ. Ờ mà sao trông sắc mặt cũng xanh như tàu lá chuối vậy hả? Ông bảy thở hổn hển nói không thành hơi: có ma ở trong đường, ngay bãi đất trống ngoài ấy. Nãy tôi đang đi trên đường về, nghe tiếng nó cười ghê sợ lắm bà. Đó là bà Tư cạnh nhà của ông bảy. Vừa nghe xong thì bà liền lắc đầu: chắc ông già lú lẫn chứ ma quỷ gì ở đây. Mà chuyện đứa trẻ đó chết đuối năm xưa ông quên, làng mình đã mời thầy về cúng sao? Với lại từ đó có ai gặp ma đâu. Thôi ông về nghỉ đi, đừng có làm phiền mọi người nữa. Thiệt tình cái ông này. Sau đó bà Tư bỏ về nhà với một cái mặt cau có nhăn nheo vì bị làm phiền giấc ngủ. Một lát sau khi ai đó đã về nhà nấy, ông trưởng làng cũng chạy đến, nghe mọi người bảo ông bảy có vấn đề về thần kinh.
Thấy có chuyện kỳ lạ, mọi người giải tán về nhà nghỉ ngơi, rồi nói chuyện riêng với ông Bảy một hồi. Nghe ông Bảy kể lại sự việc lúc ấy, ông trưởng làng bần thần quay mặt lại. Vì không muốn lớn chuyện nên ông cũng khuyên ông Bảy về nhà ngủ để bữa sau tính. Ông Bảy nghe vậy thì từng bước trở về nhà, cài then cửa lại. Vừa nhìn sắc mặt của ông tái nhợt cùng dáng vẻ mệt mỏi, đứa cháu trai liền hỏi: "Ông ơi, có chuyện gì mà trông ông hớt hải vậy?" Vẫn còn nãy hùng trước cảnh tượng vừa rồi, nhưng vì không muốn cháu mình sợ theo cho nên ông liền giả vờ nói: "Không có gì đâu con. Nãy ông mua bánh cho con mà chạy vị nhanh quá, làm té mấy cái bánh xuống cống mất rồi. Thôi để mấy ông mua cái khác nha. Bây giờ cũng tối, ông cháu mình đi ngủ thôi." Xong trước khi đi ngủ, ông thắp nén hương, đôi tay ông run cầm cập. Ông lẩm bẩm khấn: "Con xin ông bà tổ tiên phù hộ cho gia đình con không gặp chuyện kỳ sợ như vậy." Rồi ông cũng khấn cho vong linh kia: "Tôi cầu xin vong linh ban nãy hãy tha cho tôi, tôi không có hại gì ai cả." Sau đó ông lên giường ngủ với đứa cháu. Vẫn còn bị ám ảnh bởi cái tiếng cười ghê rợn ban nãy, ông chùm kín chăn cả người để cố quên đi nỗi sợ hãi. Thế nhưng tay chân ông vẫn cứ run lẩy bẩy, người đổ mồ hôi ướt cả áo. Hai tiếng sau ông mới định thần lại và tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Sau đêm ấy thì về sau ông Bảy cũng không xảy ra chuyện gì. Ông cũng bớt sợ, nhưng ông cũng không dám qua lại đoạn đường đó vào buổi tối lần nào nữa. Còn về bà Tư, nhớ lại hôm trước nghe ông Bảy kể về chuyện bị ma nhát, bà có chút lo, dù bản thân cũng chẳng bao giờ tin. Hiện tại bà chỉ ở một mình, chồng của bà vừa mất do bị tai nạn lao động, còn đứa con trai thì làm thợ xây ít về nhà. Mỗi sáng bà hay mang rau củ ra chợ bán cùng mấy bà buôn, thì ông Bảy tình cờ mua rau của bà. Rồi ngày qua ngày cứ trôi qua, cả hai truyền trò những câu chuyện hài hước với nhau mà quên đi những nỗi bất hạnh từng có. Đôi khi tính ông Bảy hơi cổ hủ cho nên hay bị bà châm chọc vài câu. Thế nhưng ông vẫn vui vẻ cười chứ không khó chịu. Và những người làng ở huyện Củ Chi này, bao gồm cả bà Tư và ông Bảy, thì hồi trẻ mọi người đều là những chiến sĩ dũng cảm đã tiêu diệt được biết bao tên địch trong các cuộc kháng chiến chống Pháp vào Mỹ. Cho nên họ không bao giờ tin vào những chuyện tâm linh như vậy. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, thì canh giờ là 4 giờ sáng, bà Tư xuống bếp ăn rồi đem từng bó rau sắp dàn dưới đất để chúng gọn gàng hơn, để chất chúng lên xe để ra chợ. Đang ngồi soạn rau thì bà bỗng nghe từ đằng xa có tiếng hát phụ nữ hòa vào trong gió vọng lại. Khu này rừng cây nhiều cho nên âm thanh đủ lớn sẽ vang vọng cả làng. Thế nhưng vì bà Tư lại nằm ngay bìa làng cho nên bà chỉ nghe rõ nhất. Càng nghe bà càng thấy lạ, bà nghĩ: "Ủa lạ vậy chứ, trời còn chưa sáng mà đứa nào hát ở ngoài đó vậy?" Với sự hiếu kỳ, bà bước ra khỏi nhà đi theo chỗ phát ra tiếng hát. Thế còn sớm, bà tính tò mò ra xem một chút rồi vào làm nốt công việc. Bà vừa ra ngoài nghe có tiếng gà gáy ở những nhà nuôi gà trong làng. Đi được một đoạn tình cờ bắt gặp mấy ông đi xe bò trên đường. Thế vậy bà liền chào họ rồi hỏi: cho tôi hỏi cái này, mấy ông có nghe tiếng ai hát không? Tôi nghe như là tiếng ai đó hát ra từ bãi đất hoang đằng kia." Nghe bà hỏi là mấy ông cũng lắc đầu không biết. Bà nói: "Gì lạ vậy, bọn tôi có nghe thấy tiếng gì đâu." Nghe bà đùa, ông lái xe bò đứng gần liền cười: "Cây bà này, bà đừng có nói ở đây có ma. Hôm trước ông Bảy cũng bảo là bị ma dọa cây miếu cho bãi đất hoang, mà nãy tụi tôi đi qua có thấy gì đâu." Là lùng làm sao bởi cái tiếng hát kia dường như chỉ bà nghe thấy, còn lại ai cũng nói là không nghe thấy gì cả. Sợ hỏi chào bà rồi đi về phía chợ. Lúc này chỉ còn lại bà đứng ở đây, trong khi trong cái đêm tĩnh lặng bí ẩn này. Bà cũng dần nhớ lại sự việc mà ông Bảy đã bị ma nhát ở cái miếu đằng ấy, rồi trong lòng của bà liền hiện lên một nỗi sợ. Hay có khi nào tiếng ngắt đó là do con ma ở đó nó làm không? Chứ giờ này trời còn chưa sáng cơ mà.
Nhưng nghĩ lại thì vì chính hôm qua bà còn bảo ông bảy trông gà hóa quốc, cho nên nếu bây giờ chưa tận mắt nhìn thấy con ma thì bà sẽ không tin. Tính của bà thường không mê tín vào những chuyện này. Thế nhưng cái gì đến rồi cũng đến. Cái thứ mà bà mong muốn được biết cũng xảy ra. Trên bầu trời vẫn còn tối vì chưa tới 5 giờ sáng. Thế còn sớm bà liền dứt khoát. Được rồi, vậy thì mình sẽ đích thân đến cái miếu để xem mặt mũi con ma nó thế nào. Tiếng hát vẫn văng vẳng từ xa. Bà tiếp tục vừa đi vừa lần theo cái tiếng hát đó. Vừa đi đến con đường đó thì đằng xa bà trông thấy một làn sương mờ như có thấp thoáng bóng trắng của một người phụ nữ đang ngồi bất động gần cây mít này. Tiếng hát mỗi lúc một lớn dần, rồi một cơn gió từ chỗ người phụ nữ ấy thổi mạnh về phía của bà, khiến cho lá cây bay lả tả khắp nơi. Thấy có gì đó không được bình thường, bà chợt dấy lên một suy nghĩ lo sợ. Sao mình có cảm giác chẳng lành vậy chứ? Thôi mình cứ thử lại gần xem thế nào. Lúc này cái cảm giác bất an hiện hữu rõ trong tâm trí của bà. Bà từ từ tiến lại. Càng đi đến chỗ cô gái ngồi thì tiếng hát đó vẫn còn vang lên, làm cho không gian lúc này càng trở nên rờn rờn u ám. Vừa đi mà ngay chân của bà run rẩy thiếu điều không muốn nhấc nổi chân. Khi mà bà Tư đã đến gần cô gái đó thì tiếng hát đó bỗng nhiên im bặt. Quan sát kỹ bà thấy cô gái này có gì đó không bình thường. Cô ấy vẫn ngồi dưới đất nhưng lại xoay lưng nhìn về phía ngoài khu đất trống, chứ không trực tiếp nhìn vào bà. Trong khi từ nãy tiếng bước chân cứ rõ một một. Tuy không nhìn thấy được mặt nhưng bà thấy tóc cô gái dài lạ thường. Không, nói đúng hơn là mái tóc đó rũ rượi, dài đến bắp đùi chứ không phải là tóc dài ngang vai. Thấy cô gái không trả lời, bà liền hỏi. Cô gì ơi, cô là ai sao lại còn ngồi ở đây? Có phải cô bị lạc đường không? Trời cũng sáng rồi, hãy để tôi gọi người đến giúp cô nhé. Nghe bà nói xong thì cô gái bỗng cười một tiếng ghê sợ, rồi quay ngoắt cái cổ 180 độ nhìn thẳng vào mặt bà. Lúc bấy giờ thứ kinh hoàng nhất mà có lẽ ám ảnh bà suốt cuộc đời này, bởi vì trước mắt của bà là một gương mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, cùng hai con người đỏ thẫm đang chứa đựng một sự oán hận tột cùng với hai bàn tay với những móc vuốt sắc như dao cạo. Không những vậy, trên người của cô còn toát ra mùi tử khí của người bị chết trôi phảng phất trong gió. Nữ quỷ trợn trừng mắt nhìn bà rồi nói bằng giọng hăm dọa. Giúp ta? Không, bây giờ ta không cần ai giúp. Cái ta cần bây giờ chính là sự sống, và cái lũ vô tâm các người sẽ bị ta nuốt chừng trong sự đau đớn vô tận. Nói xong, con quỷ tiếp tục cười như đang rất vui khi chứng kiến sự sợ hãi của người khác. Lúc này bà Tư sợ tái cả mặt, tim của bà muốn rớt cả ra ngoài, hai mắt của bà mở trừng trừng và mồm há hốc vì quá hãi hùng, bởi bây giờ bà mới tận mắt chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ ghê sợ từ cái thứ không thuộc về thế giới này. Bà thở không ra hơi, liền ba chân bốn vía chạy thẳng về thật nhanh. Vừa chạy bà vừa la lớn. Bớ làng nước ơi, cứu tôi ở đây có ma. Thế bà bỏ chạy, con quỷ cười lớn rồi biến mất trước khi mặt trời ló dạng. Khi chạy về đến làng, trời lúc này bừng sáng. Nghe tiếng của bà Tư thất thanh ngoài đường, ai nấy già trẻ gái trai đều chạy ra xem. Chạy đến nơi, cầm tay mọi người và cố gắng kêu cứu với một giọng đầy run rẩy. Cứu tôi với, có con ma đang ngồi ở cây miếu đằng kia. Vừa nãy tôi vừa gặp nó, tôi còn thấy cái mặt của nó tái nhợt trông ghê sợ lắm. Tôi sợ quá mấy ông ạ. Vừa dứt lời thì hai con mắt của bà trợn trắng lên rồi ngất xỉu ngã quỳ xuống đất. Thế vậy mấy ông trung niên nô hàm gọi thêm người ra đỡ bà vào. Trời đất ơi, bà Tư xỉu rồi bà con. Mấy cậu cùng nhau phụ đỡ bấy vào trong nhà nhanh đi. Ông bảy cũng chạy ra đỡ phụ bà. Cùng lúc ấy ông trưởng làng cũng vừa chạy đến nơi, thấy mọi người đang khiêng bà Tư vào nhà để nghỉ ngơi. Nghĩ có kẻ nào đó giờ trò dọa bà, cho nên ông kêu vài người ra đó chạy xem. Chỉ vài phút sau, cả nhóm chạy ào ra, người thì cầm cây, người cầm sẻng. Nhưng thứ họ thấy được lúc này chỉ là một sự vắng lặng tĩnh mịch của ngôi miếu đơn độc. Vì ở làng này không có lương y chữa bệnh, cho nên ông bảy cùng mấy người bà con xoa dầu bóp vai bóp tay cho bà
để cho mạch máu cơ thể được lưu thông. Sau đó ông cho bà uống chân nước ấm giúp thanh lọc khí hư trong người. Vài phút sau bà tỉnh lại, lúc này mồ hôi chảy đầm đìa. Vẫn còn sợ, bà Tư thở hổn hển từng hơi. Thế vậy ông Bảy liền xoa dịu. Bà tỉnh rồi hả? Làm tôi sợ bà sẽ ra chuyện gì. Được rồi, bây giờ bà thở chậm thôi, từ từ đừng hoảng quá, có mọi người ở đây bà đừng lo. Thế nhưng vì hãi quá cho nên bà ú ớ chưa nói được gì. Thế vậy ông Trường Làng liền nói, được rồi, bà cứ nằm nghỉ từ từ cho khỏe rồi tính. Tối nay ông Bảy và mấy cô ở đây chăm sóc cho nên bà yên tâm. Bà gật đầu rồi thiếp đi trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Ông Bảy lấy khăn nhúng nước ấm lau trán và tay chân cho bà, rồi giải thích với mọi người. Bây giờ mấy ông thì tôi có nói xạo đâu. Tôi còn nhớ như in là cái đêm hôm ấy, cái lúc bị thứ đó nhát thì cảm giác lúc ấy rất thật chứ không phải ảo giác đâu. Nếu mà tôi trông gà hóa quốc sao bảy cũng thấy. Mọi người lúc ấy nghe ông Bảy nói vậy thì cũng bất an lo lắng. Đám đông còn nháo nhào, những lời bàn tán xì xào càng lớn dần. Qua những ngày tiếp theo, mấy bà mẹ cũng không cho con đi chơi khuya. Giờ ba ngày trôi qua, vào một buổi xế chiều, khi được bà con chăm sóc đút cháo hàng ngày, cuối cùng bà Tư tỉnh dậy. Mấy cô thích như vậy liền chạy ra báo ông Trường thôn được biết. Khi ông Trường Làng và ông Bảy chạy đến thì bà nhìn hai người với một ánh mắt cầu cứu. Ông Trường Làng lúc này liền dặn, được rồi, bà bình tĩnh thôi, uống chút nước cho tỉnh đi. Uống xong ly nước, bà kể cho mọi người nghe. Ai nấy đứng xung quanh căn giường chỗ bà nằm, nghe bà kể lại cái đêm định mệnh ấy. Bà nói trong hơi thở dốc và chậm rãi, tôi nhớ hồi tôi còn trẻ cũng từng hành quân chiến đấu với mọi người. Lúc ấy làng mình lâm vào nạn đói thiếu thốn, bọn giặc ngoại quốc xâm lược hay cướp phá mọi thứ, nên bản tính tôi rất nóng giận. Gặp địch là tôi bắn giết thẳng tay mà không chút nao núng. Ấy vậy mà đêm ấy tôi lại gặp một thứ kinh hoàng. Ngày hôm đó là tầm 4 giờ sáng. Theo thói quen thường ngày, tôi dậy sớm để soạn rau củ, đằng đẩy xe ra chợ bán. Tự nhiên thì tôi nghe thấy một tiếng hát lạ phát ra ở đoạn đường qua cây miếu. Tôi theo tiếng hát đó đi đến, thấy một cô gái lạ mặc một bộ đồ trắng, ngồi xõa tóc quay lưng tựa vào cây mít. Tôi vừa lại hỏi thì cô ấy quay lại nhìn tôi. Không, không phải như vậy. Nói đúng hơn chỉ là cái cổ cô ấy quay ngược lại nhìn tôi, cười ra những âm thanh không phải của con người. Đến bây giờ mà tôi vẫn còn ám ảnh cái gương mặt ấy. Cô gái trông rất trẻ, tóc tai xóa dài tận đầu gối, da mặt thì tím nhợt, đôi mắt chỉ còn một màu đỏ và môi đen bóng. Hai bàn tay có những chiếc móng nhọn màu đỏ như đang rỉ máu. Mới đầu tôi còn chê cười ông Bảy, bây giờ tôi tin ma quỷ có thật mấy ông ạ. Sau đó bà xin phép mọi người nghỉ ngơi vì trong người còn mệt. Mấy cô mấy bác thấy vậy cũng chúc bà mau khỏe lại, sợ ai nấy đều ra ngoài không làm phiền bà nữa. Đang đi bộ về nhà, ông Bảy lại gần ông Trường Làng. Ông này, tôi thấy có gì lạ lắm. Nhiều năm trước có một ông thầy mo được bà con mời về cúng, được một thời gian sau không thấy ai bị con ma đó nhát. Thế nhưng không hiểu sao chỉ mới vài tuần gần đây nó lại xuất hiện trở lại. Hay là ông thử mời các thầy khác về xem thế nào. Ông Trường Làng nghe vậy lắc đầu. Chuyện ấy tôi biết chứ, tôi cũng có lên mấy cái hàng tìm thầy. Thế nhưng mà ngặt nỗi ông nào ông ấy vừa đến gần làng mình thì đều từ chối. Họ bảo âm khí ở đó nặng không có trị được. Để có gì tôi về hỏi bà con nhà tôi xem họ có biết thầy nào giỏi hơn không. Rồi không ai bảo ai, họ đều về nhà đóng kín cửa lại. Thật ra mà nói, người làng này ai cũng tin chuyện tâm linh. Thế nhưng họ không nghĩ nó hiện hữu rõ ràng như vậy. Người xưa hay nói chỉ ai yếu bóng vía mới thấy ma. Thế nhưng vì đây không phải hồn ma bình thường, cho nên nếu kẻ nào xui rủi gặp phải ác linh đó thì chỉ có nước chảy mà thôi. Và cứ như vậy là nhiều ngày trôi qua. Về sau thì không chỉ bà Tư mà nhiều người khác thỉnh thoảng đi đêm tại chỗ đó cũng thấy bóng hình của một người phụ nữ tóc trắng ngồi xoay lưng bước lại cành cây mít, làm cho ai nấy đều rùng mình ớn lạnh. Dân làng còn bị sợ con quỷ đó dọa, cho nên bà con xóm làng đều đem thêm đồ cúng và nhang khói nhiều hơn. Thế nhưng dường như do oán niệm của nữ quỷ này quá nặng, cho nên nó không dừng lại mà còn hù dọa mọi người nhiều hơn,
khiến ai nấy đều không khỏi khiếp sợ. Trong số đó có một tiểu phu lái xe bò đi lấy củi, thì có anh Phúc trẻ tuổi nhất. Anh năm nay chỉ vừa mới 20, đã có vợ nhưng chưa có con. Lý do vì hai vợ chồng muốn để dành một khoản thu nhập kha khá rồi mới tính đến chuyện con cái. Hàng ngày anh Phúc cùng mấy ông ở đây lên rừng chở củi về bán. Công việc ban đầu tuy có hơi vất vả vì mỗi lần đốn cây thỉnh thoảng có gặp trời nắng hay trời mưa thì họ vẫn phải làm cho xong. Về sau khi đã quen với công việc này cho nên anh rất hăng say mà quên đi bao cực nhọc. Còn vợ anh năm nay 18 tuổi, cô ấy thường xuyên bán khoai mì và nước mía đầu chợ. Dù công việc cũng có chút khó khăn vì phải vác bao đựng khoai hay đẩy xe nước mía. Thế nhưng có mấy bà hàng xóm phụ cho nên mọi thứ cũng đỡ được phần nào. Sống ở đây từ bé như bao người khác cho nên anh nhớ hồi nhỏ mình và mấy đứa bạn vẫn hay nghe các trưởng lão kể làng có một con ma đang trú ngụ dưới cây mít này. Lúc ấy anh cũng chỉ nghe chứ chưa được tận mắt chứng kiến. Này khi sắp phải đối mặt với ác quỷ, trong lòng của anh lại dấy lên một suy nghĩ về một viễn cảnh xấu nhất xảy đến với anh. Đó là bởi vì tối nay anh Phúc và cùng 9 người nữa đánh xe qua khu đồng trống hoang ấy. Cho nên dù có lo lắng thế nào, song anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Vì về đêm mà ngay đoạn đường đó, mọi người thường xuyên bị nhát, cho nên mấy đàn ông thường hay đi một đoàn cả 10 chiếc xe bò nối đuôi nhau, để tránh gặp chuyện không may. Người làng này luôn giữ vững một tính đoàn kết đồng lòng, cho nên ở khu này gần như không có trộm cắp. Nhưng đâu ai biết được rằng điều tiếp theo đang chờ đợi họ, còn đáng sợ hơn cả gà bòn cước rất nhiều. Từ ngôi làng đi qua cánh đồng đó đến rừng cao su lấy củi là hơn một tiếng, cho nên họ phải đi từ 1 giờ sáng để đến 4 giờ kịp đến nơi bán gỗ cho chợ. Đêm hôm ấy cũng là một buổi tối trăng sáng lành lạnh, khi mà xa xa một đoàn xe bò bước đi chậm rãi ngang qua con đường đó để trở về làng. Đằng sau xe chất đầy các loại củi khác nhau. Đi tới nữa là tới khu đất trống có cái miếu nhỏ dựng ven đường. Ông nào ông nấy mặt mày toát cả mồ hôi, ướt sẫm cả áo, vì bây giờ ai nấy đều sợ con quỷ đó sẽ nhảy ra hù dọa. À mà mấy ông ơi, hình như chỗ này cũng chính là chỗ ông Bảy và bà Tư bị ma nhát đấy. Ờ đúng rồi, ông yên tâm đi. Nhóm mình đi đông thế này tôi nghĩ nó không dám dọa đâu. Biết là như vậy, thế nhưng cẩn thận vẫn hơn mấy ông. Bữa trước cháu nghe già làng nói bóng gió, còn mà đó cô tu luyện rất là hung bạo. Thôi thì mình cứ ráng về rồi ngày mai đi hỏi mấy cô làng xóm xem có quen thầy pháp nào cao tay không. Mấy ông nghe nói như vậy thì họ cũng cho qua. Chứ ở làng này ai cũng biết quanh đây không có thầy nào đủ mạnh để có thể trị được cái thứ quỷ quyệt kia. Bạn ấy họ nghĩ đông người thế này thì kiểu gì nó cũng sợ không dám nhát. Và đúng như dự đoán, chuyến đi của họ diễn ra bình thường. Lần lượt 9 chiếc xe bò chở đầy củi khô đi qua êm xuôi. Thế nhưng chỉ duy nhất một chuyến xe bò cuối cùng của anh Phúc thì bỗng bị dừng lại. Vì chưa định thần về câu chuyện xảy ra, hai con bò bỗng giống lên liên tục như thể nó đang muốn chạy trốn khỏi thứ gì đó. Nó giống lên như thể không đi được. Thấy những con bò có chuyện, anh Phúc liền hô hào đoàn xe phía trước. Mấy bác ơi, xe bò của cháu có chuyện rồi, mấy con bò cứ kêu giống lên không có đi được. Thế nhưng có điều huyền bí hơn là không biết có phải do họ bị con quỷ che mắt hay không, mà ở phía trước không ông nào nghe thấy tiếng bò kêu cùng tiếng la cầu cứu của anh Phúc, trong khi khoảng cách giữa họ chỉ vài mét. Thế không có gì xảy ra cho nên ai nấy đều đánh xe đi tiếp mà không hề hay biết mình đang bỏ lại đằng xa chân xe bò của anh Phúc cùng những lời cầu cứu của anh. Có bất ngờ lúc này anh chỉ biết trơ mắt ra nhìn đoàn xe bò của họ đi khuất. Bản thân của anh bắt đầu chìm vào trong sự hoang mang. Quái lạ, mình la lớn kêu cứu như vậy, sao không ai nghe thấy mình chứ? Chưa kể đoàn xe bò của họ đi rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái chuyện quái quỷ gì vậy? Khi những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà chưa có lời giải đáp, khi bóng đêm đang bao trùm cả con đường vắng, những cơn gió từ nhiều phía bắt đầu thổi ào ào đến, làm cho anh lạnh cả sống lưng. Gió cứ như vậy thổi liên tục làm cây cối ngả nghiêng,
Lá cây bay vương vãi làm mọi thứ càng trở nên đáng sợ. Bó đuốc đang treo trên xe cứ kéo dài ngọn lửa lập lòe theo gió. Biết có điểm chẳng lành, anh Phúc cố bình tĩnh. Thế nhưng tiềm thức của anh mách bảo có thứ gì đó đang ở đây để phá anh. Thôi nguy rồi, phải tìm cách nào đó cho hai con bò này đừng hoảng loạn mới được. Anh liền lấy roi đánh mạnh vào mông hai con bò để mong chúng im lặng lại. Thế nhưng trái lại chúng vẫn cứ giống lên. Được một nồi hai con bò bỗng nhiên im phăng phắc, thế nhưng chúng vẫn chưa di chuyển được. Anh lại cầm roi đánh vào mông để thúc con bò. Thế nhưng lúc này đang ngồi trên xe, anh có cảm giác có thứ gì đó nặng nặng ở cái đống củi đang đặt sau xe. Cái sức nặng đó làm con bò không di chuyển được, mà nó cứ đứng im ngoe ngoài cái đuôi nhiều lần. Cảm nhận được nguy hiểm ở sau lưng, cho nên anh không dám quay nhìn về đằng sau. Anh nhắm mắt lại rồi khấn: "Cô à, tôi cầu xin cô tha cho tôi, để tôi được đi lấy củi về kịp đêm nay. Tôi còn vợ ở nhà, xin cô tha cho." Khi mà anh Phúc vừa khấn xong, con bò tiếp tục đi lại được, thì những sức nặng đằng sau lưng vẫn còn. Linh tính thế là anh liền quay lại xem. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt lúc này làm cho anh kinh hồn, suýt ngã nhào xuống đất. Vì từ sau anh có một cô gái tóc dài, mặc áo trắng quay mặt ngồi ở cuối xe bò. Trong làn gió lạnh buốt phẳng vắt cái mùi tử khí người chết tỏa ra. Anh quay người về phía trước nhắm mắt lại, rồi chắp tay liên tục khấn: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Anh cứ khấn như vậy tầm được một phút thì anh cảm thấy xe của mình nhẹ hẳn đi. Con bò đã bước đi được bình thường. Anh liền mở mắt rồi liếc nhìn về phía sau thì bóng trắng của người phụ nữ đó đã biến mất. Thế còn mà đó đã không còn, anh liền thở phào nhẹ nhõm với một cảm giác như vừa thoát được cửa tử. Hít một hơi thật dài, tiếp tục đánh xe về nhà. Khi toàn bộ số củi đất được trở vào kho, anh thả dây buộc hai con bò vào chuồng, rồi trải một tấm bạt thật lớn trùm vào xe chở gỗ để đề phòng mưa gió bất chợt. Xong việc, anh vào nhà nghỉ ngơi. Anh dự tính và nằm nghỉ đến 6 giờ rồi đánh xe gỗ chở đi bán. Khi anh vừa bước vào thì một người con gái trẻ gọi anh: "Anh về rồi à? Em dọn sẵn cơm nước, anh ăn đi cho nóng." Đó là Mai, vợ của Phúc. Cô với anh là bạn thanh mai trúc mã, cho nên cả hai rất thân nhau. Về sau thấy anh Phúc chịu khó làm ăn, cộng thêm cái tính vui vẻ hiền lành, cho nên gia đình của cô ưng lắm. Tính tình thật thà chất phác, cho nên hai vợ chồng ở với nhau không có một tiếng cãi vã. Anh vào nhà tắm rửa rồi ngồi ăn cơm với vợ. Mai lúc này hỏi: "Anh à, vừa nãy khi em về em thấy anh sắc mặt không được tốt, bộ có chuyện gì xảy ra sao?" Anh Phúc lúc này còn khiếp vía chuyện ban nãy, anh kể cho vợ nghe đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong vợ anh liền bàng hoàng, cô nói: "Trời đất, có chuyện như vậy xảy ra à anh? Sao anh lại không nói với mọi người để họ thuê thầy cúng?" "Không cần đâu em, thực ra thì trường làng cũng thuê người đi tìm thầy về. Với lại giờ anh cũng đang mệt, cho nên về nhà nghỉ ngơi rồi kể với họ sau." Ăn cơm xong anh lên giường nằm nghỉ. Nằm một lúc thấy trán của mình nóng bừng sốt cao. Vợ anh thấy vậy liền bảo: "Chân anh nóng quá vậy, thôi bây giờ chồng nằm nghỉ vài hôm đi, bệnh thế này ra ngoài không có hay đâu." Nghe vợ lo vậy, anh cũng ừ một cái rồi thiếp đi. Anh bệnh nhiều ngày cho nên không đi làm được. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Vài ngày sau, nhiều người đi ngang qua đó lại thấy hình dáng của một người phụ nữ tóc dài, mặc bộ đồ trắng ngồi cạnh cây mít quen thuộc. Người phụ nữ đó lại cất tiếng hát văng vẳng, làm cho cả những người gan dạ cũng không khỏi rùng mình. Thế nhưng nhiều kinh hoàng hơn là càng về sau, con ma lại càng xuất hiện được cả ban ngày. Người ta nói rằng nó đã tu luyện thành yêu quái, cho nên không còn sợ ánh mặt trời. Cứ như vậy con quỷ càng trở nên nguy hiểm và bất trị. Khoảng đường 3 tuần sau, sức khỏe anh Phúc dần hồi phục, có thể đi làm lại được bình thường. Vì lo lắng có tình hình cuộc sống sau này của người dân ở đây, cho nên anh sang nhà ông Bảy, gọi thêm mấy ông trong làng sang nhà ông trưởng làng để bàn chuyện. Nghe tiếng gõ cửa, ông trưởng làng liền mở cửa: "Mọi người đến rồi hả? Vào nhà đi." Vợ đến trong nhà, lão kêu vợ đi pha trà đem bánh ngọt ra đãi khách.
Khi ấy ông bảy xin được nói chuyện trước. Ông trưởng làng này, tôi thấy chuyện này không ổn đâu. Ở làng này chỉ có mỗi con đường đó là người ta đi lại làm ăn. Thì ma quỷ cứ dọa như vậy, giết ai dám đi qua đó chứ hả? Ông trưởng làng như chợt nhớ ra chuyện, ông ấy liền trả lời gấp gáp. Nghe ông bảy nói như vậy, tôi cũng đang muốn bàn chuyện sớm đây. Tối qua tôi có nhớ lại trước đây làng mình có một ông thầy pháp giỏi thuật chú, hay đi diệt yêu ma. Thế nhưng ngặt nỗi ông ấy ít về làng, cho nên tôi cũng không còn gặp thầy ấy. Chừng 20 năm trước vì không biết tung tích vì thầy đấy, cho nên tôi mời đại một ông thầy pháp do người quen giới thiệu. Thế nhưng nào ngờ... Ông trưởng làng vừa dứt câu thì anh Phúc liền thưa. Dạ thưa ông, hãy để sáng mai con rời làng sớm sang các làng khác tìm tung tích của ông ấy. Mấy ông trung niên này cũng đồng ý, ông trưởng làng cũng dặn dò. Ta thấy cháu nói chi phải, nhưng đi một mình đừng vắng ở đây nguy hiểm. Để ta gọi thêm vài ngứa đi chung, để phòng có chuyện xấu xảy ra. Sau khi bàn xong công việc, ai nấy đều thống nhất với nhau. Ông Thành phân công cho một nhóm tầm khoảng 10 người thanh niên có kinh nghiệm đi rừng để đi theo anh Phúc. Sau khi bàn xong chuyện thì mọi người xin phép trưởng làng ra về. Và một ngày nữa lại trôi qua. Lúc này đang là 5 giờ sáng. Tiếng gà gáy inh ỏi như báo hiệu một ngày mới tươi đẹp thuận lợi. Từ trong làng những tiếng bước chân ngựa lộp cộp của xe bò anh Phúc và mấy anh đi theo ngồi đằng sau. Họ nói chuyện với nhau một lúc rồi chạy trên con đường cho đến khi khuất mắt khỏi ngôi làng. Cái tin đồn về con ma cây mít này đó nổi tiếng khắp nơi, lan truyền đến tai của một vị thầy pháp ở một ngôi làng khác. Vị thầy pháp này thực ra cũng là người làng này, nhưng ông ở ẩn một nơi để tu tập phép thuật trừ yêu, cho nên 3 năm vị pháp sư này mới về một lần, chứ không về thường xuyên. Đó cũng chính là vì thầy trừ ma nổi tiếng mà anh Phúc đang đi tìm. Thầy sống trong một mái nhà tranh đơn sơ, ở một mình không vợ không con. Xung quanh hàng rào thầy trồng nhiều bụi xương rồng để xua đuổi tà ma, cùng những thứ ô uế ngày vắng lại tới. Thầy hành nghề đã nhiều năm, tính của thầy không toan tính trục lợi mà chỉ làm ăn chân chính. Cho nên vì lẽ đó thầy thường được người dân nhiều nơi mời đến để trừ tà. Không những vậy thầy còn biết bốc thuốc bắt mạch chữa bệnh. Cho nên đi đến đâu thầy cũng được nhiều người kính nể và quý mến. Được 2 tuần sau khi đang ngồi thiền ở dưới bóng cây gần nhà, thầy nghe thấy một số người làng mình lái xe ngựa đến xin nhờ giúp. Đó là anh Phúc và những người đi theo để tìm thầy. Thế họ thầy liền mừng rỡ. Ồ sao là mấy cậu ở làng có cả cậu Phúc, đã lớn thế này rồi hả? Giờ cậu vẫn khỏe chứ? Con khỏe thưa thầy. Mà thầy ơi, hiện làng mình đang có một con ma nữ hoành hành làm hại mọi người. Mong thầy về nhà cứu giúp, kẻo làng chúng ta gặp họa. Ông thầy lúc này trả lời như đã biết trước. Thực ra thì tôi cũng nghe về con ma ấy, mà không chỉ làng mình mà nhiều làng khác cũng biết. Tôi tính ai trước sau gì cũng phải về lại ngôi làng một chuyến. Cho nên tối qua tôi chuẩn bị sẵn các vật dụng quan trọng trong buồng rồi. Hôm nay ai trùng hợp gặp mọi người ở đây, cho nên cũng là số phận của tôi. Thôi được rồi, bây giờ mấy cậu vào trong nhà tôi nghỉ ngơi cơm nước đi rồi tính tiếp. Anh Phúc gật đầu rồi thưa. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Anh Phúc và mấy người thanh niên theo thầy vào trong nhà. Nhà thầy tuy chỉ là một mái nhà tranh đơn sơ, thế nhưng nó khá rộng. Xung quanh là một hàng rào với nhiều bụi xương rồng chồm san sát vào nhau. Phía xa là những khu rừng rộng lớn và có cả cánh đồng cỏ nhìn rất xa xăm. Vừa vào trong nhà họ thấy phòng của thầy được trang trí, nào là vẽ bùa lên tường khá nhiều. Ông thầy mở cánh cửa phòng bảo họ ngồi xuống, ông mang trà bánh ra để đãi. Đã từ rất lâu khi anh và mấy người ở đây thầy còn nhỏ, họ đều nghe danh tiếng của thầy vang xa khắp nơi. Không biết thầy đang học bùa phép ở đâu mà con ma nào thì thầy cũng bị thầy đánh một cách dễ dàng. Chưa kể trên người thầy còn không lấy một vết thương, thì điều đó cũng cho thấy thầy không chỉ giỏi thuật chú mà còn giỏi võ thuật. Ngồi nói chuyện với nhau thật lâu, khi nhìn canh giờ trời đã gần xế chiều vì thầy pháp lúc này nói. Thôi được rồi, bây giờ các cậu đi về trước đi kẻo trời tối. Tôi cần làm một số việc quan trọng rồi cố gắng trở về sớm. Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông trưởng làng luôn nhé.
Nghe thầy nói, anh Phúc cùng mấy cậu thanh niên gật đầu cảm ơn, xin phép về trước. Thầy bước vào trong nhà, thắp một nén nương lên bàn thờ rồi khấn nguyện để mong thần linh phù hộ cho mọi người trong làng không gặp nguy hiểm. Đến tầm 1 giờ chiều, thầy vào trong phòng lấy một nắm bùa chú, một chuỗi hạt màu đen và một con dao được luyện phép để chuẩn bị cho cuộc đối mặt sắp tới. Ngồi trong gian nhà thanh vắng, ông nhìn cảnh vật ngoài sân qua khung cửa sổ với một suy nghĩ âu lo. Ngồi nghỉ ngơi đến 1 giờ chiều, thầy ra chuồng ngựa, dắt một con ngựa trắng, mà thật ra đây không phải là con ngựa bình thường. Con bạch mã này thầy rất thương quý và xem nó như con đẻ. Hồi còn trẻ, thầy và nó cũng từng tu luyện với nhau, cho nên nó rất thông minh hiểu ý của thầy. Pháp lực của con ngựa cũng khá mạnh, có thể đẩy lùi được yêu ma. Thầy vuốt cái bờm con ngựa rồi nói, con à, chúng ta sắp phải đi diệt trừ yêu ma, mà con quỷ này rất mạnh. Có thể chuyến đi lần này ta họ con mất mạng, nhưng dù có chuyện gì con cũng đừng chùn bước nhé. Như hiểu ý của ông, con ngựa phe phẩy cái đuôi nhẹ nhàng vâng lời của chủ. Thầy liền vào lại trong nhà mở cái túi đồ đã được chuẩn bị trước. Ông lấy một nắm lá bùa nhét vào túi áo, con dao ông vắt ngang hông rồi lấy thêm túi tiền cất vào bên trong túi kia. Đến 5 giờ chiều ông leo lên ngựa để trở về làng. Thế nhưng mà đoạn đường đi về rất xa, phải mất ít nhất 3 ngày mới về đến nơi. Khi đến nửa đoạn đường thì trời đã tối. Con ngựa chở ông tiếp tục phi nhanh, nó băng qua cánh rừng thấp thoáng qua vài khu đồng ruộng. Đi thêm 100 mét nữa, ông thấy có ánh đèn dầu phát sáng, hắt ra từ ô cửa sổ của người dân ven đường. Ông đến xin họ tá túc qua đêm. Và thế là 2 ngày cũng trôi qua. Đến ngày thứ 3 thì ông thầy Pháp cũng phi ngựa về đến đầu làng. Vừa nghe bọn con hỏi nhau bảo ông thầy đến nơi, trưởng làng liền hớt hải chạy ra. Sẽ đến đầu làng, ông thấy một vị pháp sư râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đồ đen và dẫn theo một con ngựa trắng. Nhận ra người quen cũ, ông liền đón tiếp và mời thầy vào nhà để cùng bàn chuyện quan trọng. Ngồi trong nhà, ông trưởng thôn mới kể đầu đuôi sự việc từ lúc họ an táng đứa trẻ năm xưa cho đến nay. Nghe xong, ông thầy pháp thở dài. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Chuyện quan trọng như vậy sao hồi ấy ông không tìm tôi sớm? Khi nãy vừa đến làng tôi cảm nhận âm khí rất nặng. Không, là oán khí thì đúng hơn. Tôi cũng nhận thấy ma lực của oán linh này rất mạnh, không dễ bị diệt trừ. Có thể năm xưa ông thầy pháp kia đạo lực chưa đủ, cho nên không thể trấn áp được. Đó là lý do bây giờ nó mới tác oai tác quái như vậy. Ông trưởng làng nghe xong thì giật mình. Thầy bảo sao? Nơi này oán khí lẽ nào? Đúng vậy. Tôi nghĩ chắc ông cũng hiểu ra vấn đề. Tôi đã hỏi người làng một sự việc rồi. 20 năm trước đứa trẻ đó vừa chào đời thì bị người mẹ đó giết chết. Vì còn nhỏ lại chết tức tưởi cho nên oán hận của nó rất lớn. Nếu không tìm cách trừ yêu sớm, tôi e rằng làng cũng sẽ gặp họa lớn đấy. Vừa nghe xong, ông trưởng làng liền cầu khẩn. Thầy à, vậy làng mình sẽ gặp tai họa lớn. Tôi xin thầy cố gắng tìm cách giúp chúng tôi. Bao nhiêu chi phí của cải chúng tôi hậu tạ. Ông trưởng làng cứ yên tâm, một khi đến đây tôi hứa làm hết sức mình giúp mọi người. Với lại tôi cũng là người làng này, không lẽ thiên họa không cứu. Ngoài ra tôi sẽ không lấy bất cứ một thứ gì, cho nên ông không phải lo việc đó. Thế nhưng tôi chỉ có một thỉnh cầu thế này, khi nào xong việc tôi sẽ nói chuyện riêng với ông. Vâng, tôi cảm ơn thầy, vạn sự nhờ thầy giúp đỡ. À mà bữa nay thầy cũng đi đường xa xa xôi, tôi mời thầy dùng cơm với nhà tôi. Sẽ có gì cần chuẩn bị, tôi nhờ mấy cậu thanh niên ở đây giúp. Vừa dứt lời, vị thầy pháp liền trả lời một cách nghiêm giọng, không được. Để tối mới làm, tôi e là không thắng được nó. Chắc ông trưởng làng cũng biết ban đêm âm khí nhiều hơn dương khí phải không? Những hồn ma bóng quế thường mạnh lên vào buổi tối là vì họ là người âm, lại đúng thời điểm âm khí về đêm nhiều, cho nên sức mạnh của linh hồn đó gia tăng lên. Bây giờ tôi ăn một chút rồi đến 12 giờ trưa sẽ ra khu đất đó trừng trị con quỷ này. Khi ấy vừa nghe tin vị thầy pháp được mời đến thì cả làng nhao nhao lên. Một số người cũng bớt lo sợ vì phần nào trước đây họ cũng đến nhiều nơi để thỉnh cầu các thầy pháp. Thế nhưng không ông nào giúp đỡ. Khi mà mọi người trong làng còn đang chờ bố tấp nập thì đến 12 giờ trưa vị thầy trừ yêu bắt đầu đi ra ngoài.
sát theo con ngựa trắng của ông. Trước khi đi, ông có dặn ông trưởng làng: xin phép ông trưởng làng, bây giờ tôi ra đó, trước khi đi tôi có chuyện này muốn nói với ông, là trong thời gian tôi thi triển bùa chú, dân làng không ai được phép lại gần. Chỉ khi nào tôi đánh bại được con quỷ đó thì mọi người hãy tiến đến. Còn trường hợp xấu hơn là nếu tôi có chết, có thất bại, thì mọi người hãy đem tôi hỏa thiêu an táng ở gần đây. Sau đó ông kêu tất cả mọi người làng ở đây chịu khó rời sang làng khác sinh sống. Rồi vị thầy cùng con ngựa đi đến khu đất trống ấy. Bà con và mấy ông trong làng nghe tin vị thầy Pháp đang chuẩn bị diệt trừ ma quỷ, ai nấy cũng nháo nhào chạy ra xem. Biết mọi người có tính hiếu kỳ, ông trưởng làng ngăn lại và yêu cầu họ chỉ được đứng từ xa quan sát. Khi đi ngang qua con đường mòn có cây miếu dân làng đồn đại, bỗng nhiên trời bắt đầu u ám, từng đám mây đen kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh. Với linh tính của một thầy Pháp, ông hiểu chuyện gì sẽ đến. Từng đám mây đen kéo đến nhiều hơn, làm bầu trời tối sầm lại. Thật kỳ lạ, bởi trời lúc ấy đang là trưa nắng mà bây giờ trông như sắp có bão lớn vậy. Gió thổi dữ dội làm cây cối xung quanh ngả nghiêng. Khi cảm nhận được tà khí thì con ngựa của thầy bỗng nhiên không đi được, nó nhảy cựng lên rồi hét một tiếng nhỏ như ra hiệu cho thầy. Cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ thì cũng dừng lại rồi nói thầm: xem ra nó đã xuất hiện rồi. Thầy bắt đầu tung lá bùa ra, những lá bùa bay khắp nơi trong không khí, rồi thầy bắt đầu đọc chú. Đọc được một hồi thì bỗng có gió giật thổi ào ào như vũ bão đến ngay vị trí thầy đang đứng, suýt nữa làm ông ngã xuống đất. Trước mắt của thầy lúc này lờ mờ hiện ra một người phụ nữ áo trắng, xõa tóc, với một cặp móng có màu đỏ chất chứa đầy oán hận. Thầy liền nói với nữ quỷ bằng giọng trầm trầm: ta biết số phận con nghiệt ngã thế nào, thế nhưng những người làng này đều là những người vô tội, họ không đáng bị giày vò như vậy. Ta khuyên con đừng tự nhấn chìm bản thân vào ngọn lửa thù hận quá lâu để không thể đầu thai siêu sinh. Nghe vị thầy nói xong thì nữ quỷ liền gắt: ông thì biết gì chứ, 20 năm trước ta bị chính người mẹ khốn nạn đó dìm chết, nên bây giờ ta chỉ muốn sống như những người khác. Chỉ cần ở đây càng lâu, hấp thu âm khí nguồn sống của nơi này, ta sẽ mạnh lên. Khi ta đủ mạnh, ta sẽ tự do đi lại được như con người. Còn đám dân làng đó phải nhận lấy cơn thịnh nộ của ta. Con quỷ cất lên tiếng cười man dợ, nhưng thầy vẫn khuyên: những người hại con đều đã trả nghiệp rồi, và từ lâu con đã không còn thuộc về thế giới này. Nếu có hồi sinh, cũng trở thành ngạ quỷ hoặc yêu quái, chứ không thể thành người được đâu. Bây giờ con nghe ta, hãy buông bỏ oán hận năm xưa, rồi đi đầu thai, rồi ta sẽ cầu siêu cho con. Đầu thai, được lắm, để xem bây giờ ông làm được gì ta. Sau khi giết lão, ta sẽ tàn sát tất cả bọn dân làng khốn kiếp này. Ông thầy Pháp lúc này nói: được rồi, nếu vậy bây giờ ta không nương tay nữa đâu. Và thế là trận chiến bắt đầu, cơn đại chiến giữa thầy và con ma rất mãnh liệt. Con ma hét lên, mây đen bây giờ kéo đến dày đặc mỗi lúc một nhiều, sấm chớp đánh gầm bầm liên tục. Mấy con vật gần đó bỏ chạy trốn hết. Thầy tiếp tục đọc thần chú, vì đã chiến đấu với nhiều yêu ma quỷ quái cho nên con ngựa cũng biết cách đối phó. Nó giơ hai chân lên trời rồi bắt đầu kêu lên những tiếng thật lớn. Âm thanh con ngựa ngày càng lớn đến mức như vang khắp trời, đang đấu tranh với những tiếng sấm ma quái bùng nổ trên trời. Cả con quỷ cũng cảm nhận được ông thầy này mạnh hơn bao thầy mo khác, cho nên nó bắt đầu sử dụng đến thuật đen. Tóc con quỷ bắt đầu bồng bềnh trông ghê sợ, nó há cái miệng thật to, thổi ra một luồng khói đen ma quỷ vào người của thầy. Thấy vậy, ông pháp sư liền cầm lấy nắm bùa giơ lên trước mặt rồi niệm một loại bùa chú khác. Câu niệm chú lập tức cản lại những làn khói ma thuật ấy, nhưng con quỷ vẫn cố thổi thật nhiều khói đen về thầy nhằm cho thầy suy yếu để giết chết ông. Hai bên giằng co với nhau rất lâu, thế không làm gì được thầy thì con quỷ tung đòn đánh tiếp theo. Nó giang hai cánh tay xòe ra những móng vuốt sắc bén, rồi nó thi triển ma thuật bằng cách tích tụ những cơn gió tập trung tại một chỗ. Cứ như vậy cho đến khi luồng gió đó lớn dần, còn lại thành một cơn lốc xoáy cực lớn
cuồn cuộn tiến về phía của thầy. Cơn lốc trống như là một con thú dữ vậy, nó phát ra tiếng gió xoáy vù vù trông thật nguy hiểm. Cơn lốc cuồn đến đâu cây cối ngả nghiêng đến đó, muốn điều bật cả gốc rễ ra ngoài. Con ngựa và thầy đấu tranh vần vã một hồi với cơn lốc xung quanh. Vì biết đối thủ rất mạnh cho nên thầy nhanh trí buộc con ngựa vào gốc cây rồi chạy ra xa để né cơn lốc. Con quỷ đứng nhìn nở một nụ cười nham hiểm khi chứng kiến cơn lốc điên cuồng cuồn gió thổi tung những lá cây và bụi đất bay tứ phía. Như theo sự điều khiển của con quỷ, thầy chạy đến đâu thì lốc dí theo đến đó. Thế vậy vì thầy liền thất kinh, không thể nào, con quỷ này mạnh vậy, không xong rồi. Đắc chí con quỷ liền cười lớn, bây giờ lão đã thấy được sức mạnh của ta chưa, giờ thì chết đi nhé cái lão già cản đường. Vẫn không bỏ cuộc, khi luồng xoáy dữ tợn đó lại sắp tới chỗ thầy, ông nhanh tay rút những lá bùa ném chúng vào cơn lốc xoáy. Khi lá bùa vừa chạm vào lốc xoáy thì ông liền niệm chú, gió lốc cuộn những lá bùa ấy lại vang lên tiếng xé gió trông dữ dội. Được vài giây sau, cơn lốc yếu hẳn rồi tan biến vào không khí. Trên mặt đất chỉ còn những lá bùa rơi vương vãi xung quanh, nhưng trên bầu trời vẫn còn mây đen giăng kín cùng những tia sét lóe sáng như dấu hiệu cho thấy cơn thịnh nộ của con quỷ vẫn còn. Nữ quỷ không chịu thua vì hôm nay nó đã thể quyết tâm sống chết tận cùng với thầy. Nó cố gắng đứng vững rồi sử dụng năng lượng hắc ám điều khiển mái tóc của nó dài ra, siết chặt cổ của thầy. Từng lọn tóc đen hôi thối cứ như vậy dài ra tiến đến chỗ của thầy. Ông thầy liền rút con dao đang dắt ngang hông, chém nhiều phát tứ phía thật mạnh vào những búi tóc ấy. Âm thanh chém nghe phập phập từng tiếng. Búi tóc rớt xuống chân của thầy, chúng hóa thành một làn khói đen bay khắp nơi. Chưa dừng lại ở đó, hàng chục búi tóc cứ bùa vây lại, bị thầy chém đứt rất nhiều. Khói đen bây giờ đã ngập cả khu đất hoang, làm cho thầy phải bịt mũi lại. Ông cũng dùng vạt áo che mũi con ngựa lại, kẻo nhiễm chứng khí của nó. Tức giận vì bị ông thầy pháp phá đòn liên tục, lần này con ma nữ liền bay nhanh tới chỗ của ông thầy, rồi dùng cặp móng đỏ toàn đâm chết thầy. Thế nhưng nhờ thông thạo võ thuật cho nên ông cũng nhanh chóng né được những đòn hiểm của nó. Rồi thấy được kẽ hở của con quỷ, ông thầy liền đâm phập một cái chí mạng vào lưng của nó, rồi kéo con người chạy ra xa để phòng bị nó phản công bất ngờ. Cú đâm làm cho con ma hết tên đau đớn, lần này tiếng hét của nó lớn hơn ban nãy rất nhiều, lớn đến mức không chỉ làm cho rắn rết chim chóc bỏ trốn mà làm cho dân làng đứng từ xa quan sát có điều muốn rách cả màng nhĩ. Họ ôm đầu rồi ngã quỵ, thế nhưng vì chỉ có thầy và con ngựa là giữ được bình tĩnh. Có vẻ như con dao được tầm bùa chú đó có tác dụng với nó. Thế nhưng được một lúc thì ả lại cười lên điên dại. Tiếng cười vừa dứt, con quỷ dùng tay rút con dao khỏi lưng rồi phóng vào phía cổ thầy. Với một phản xạ nhanh, ông liền nhảy qua một bên để né đòn, thế nhưng bị lưỡi dao chém sức ngang qua gò má. Máu từ trên má của thầy chảy nhỏ xuống qua những vạt áo, nhưng nét mặt của thầy lúc này vẫn bình thản, không làm cho ông sợ hãi. Thế tình thế nguy cấp, thầy liền nhanh chân chạy về chỗ con ngựa rồi nói thầm: đã đến lúc rồi con, bây giờ chúng ta cùng hợp lực để kết thúc ác linh này. Như hiểu ý của chủ, con ngựa một lần nữa nhảy chồm dựng hai chân rồi kêu lên một tiếng thật lớn. Lần này con ngựa nhắm về hướng con quỷ. Khi con quỷ đang bay nhanh đến tung đòn kết thúc, lần này những chiếc móng của nó dài ra như những chiếc đũa trông thật quái dị. Với sức mạnh này, nó thừa sức xé toạc những khúc cùi thành từng mảnh, chứ đừng nói đến cơ thể con người. Những cái móng nhọn hoắt chỉ còn cách ông một găng tay thì tiếng vang của con ngựa như là một nguồn năng lượng tâm linh mạnh mẽ làm kìm hãm lại con quỷ. Bây giờ gần như không thể cử động được tứ chi. Nó bắt đầu hoảng sợ nhưng vẫn cố liên tục chửi rủa thầy: cái gì thế này? Tại sao tay chân của mình không cử động được? Cái lão già chết tiệt này, người đã làm gì hả? Cái đồ chết bầm, đồ bẩn thỉu, đồ pháp sư thối. Không để ý đến mấy lời chửi rủa ấy, thầy giữ chặt dây cương con ngựa, rồi ông lấy trong áo một sâu chuỗi hạt màu đen bắt đầu niệm chú.
Vì đây là một loài chú rất mạnh, cho nên vừa nghe chú con quỷ bắt đầu cảm thấy nó đau đớn. Nó gào thét rồi ngã nhào xuống đất mà quằn quại liên tục. Ông vẫn tiếp tục đọc chú, trong khi con ngựa vẫn nhét lên liên tục để làm suy yếu con quỷ, thì tự dưng cái miếu đằng kia tự động run rẩy rồi đổ cả lư nhang. Còn bên cạnh đó cây mít này cũng ngả nghiêng dữ dội. Tiếng gào thét của con quỷ kinh như vậy kéo dài, làm cho những tiếng sét phân nhánh thành nhiều chùm như muốn xé nát cả bầu trời. Rồi trong thân cây từng giọt máu chảy ra rơi xuống đất. Những giọt máu kinh như vậy chảy ra một nhiều hơn từ thân cây mít ấy, cùng tiếng rền khóc của con quỷ. Nó gào thét một hồi rồi bỗng trên trời một tia sét giáng mạnh xuống cây cây đó, làm cho nó tách ra làm đôi, trông sơ xác đến mức kỳ quái trước sự ngỡ ngàng của dân làng. Cùng lúc chuỗi hàn trên tay của thầy cầm cũng vỡ tan, văng hết cả xuống đất, rồi cả ông lẫn con ngựa bị một sức mạnh vô hình thổi văng xa. Dùng chút sức lực còn lại, ông cố bỏ dậy, mà cặp mắt nhìn qua bãi đất hoang, thì ác nữ đó hoàn toàn biến mất. Bầu trời từng đám mây đen cũng dần tan biến, thay vào đó là ánh mặt trời chói chang như xua tan đi sự u ám ban nãy. Cuối cùng thầy cũng chiến thắng đường kẻ ác, nhưng ở đời muốn làm được chuyện lớn phải chấp nhận đánh đổi thứ khác, đó mới là quy luật tự nhiên. Con ngựa của ông cố gắng gượng người đứng dậy, bây giờ trông nó rất mệt mỏi vì nó đã dốc toàn bộ sức lực để cùng chủ nhân chống lại ma đầu kia, cho nên pháp hạnh cũng đã cạn dần. Con bạch mã đứng hít thở phì phò một hơi dài, bất chợt nó ngã nhào xuống đất toàn thân rũ rượi, để đôi mắt nhìn thầy lần cuối rồi hộc máu chết. Thế con ngựa trọng thương nặng vì đỡ đòn cho mình, ông thầy pháp liền chạy lại chỗ nó, thì bản thân ông bây giờ cũng đuối sức. Ông bị hộc máu ngã lăn quỳ xuống đất nhưng chỉ bất tỉnh. Mọi người lúc ấy cũng vừa chứng kiến mọi chuyện từ xa thì liền chạy lại chỗ ấy để giúp thầy. Trước mắt người dân lúc này mọi thứ đã trở nên hoang tàn, cây cối xung quanh gần như biến dạng vì chúng đã phải hứng chịu hai luồng sức mạnh vô cùng lớn. Thế ông pháp sư nằm bất động cùng con ngựa giữa bãi đất hoang, trưởng làng hô hoán mọi người đỡ thầy vào trong nhà. Được mọi người ngày đêm trong sóc thuốc thang, một tuần sau thầy cũng tỉnh lại. Ông Bảy và anh Phúc thấy vậy thì vui mừng. Ơn trời, thầy tỉnh rồi, mọi người ở đây lo cho thầy lắm. Ngày thế mọi người đã đến rất đông, ông trưởng làng chen vào rồi nói với thầy. Thầy tỉnh lại là tụi tôi mừng lắm, nhưng con ngựa của thầy lại không may như vậy. Và cái hôm nó mất tôi nhờ mấy cậu thanh niên khiêng ông vào, nhóm còn lại họ cùng nhau chôn con ngựa đó tại khu đất hoang. Nghe vậy vị thầy liền trả lời với sự biết ơn. Tôi xin cảm ơn mọi người đã an táng nó. Con ngựa đó tôi xem như con của mình. Ngày ngày tôi đều dắt nó đi dạo rồi cùng nhau đọc kinh chú, cho nên nó rất hiểu ý tôi. Nay nó phải hy sinh thì âu cũng là ý trời có tránh được. Cả đời của tôi đã phải đi nhiều nơi để trừ yêu, cho nên sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Thôi thì nó đã hoàn thành sứ mệnh với tôi, với những công đức mà nó đã có được, sớm muộn gì cũng được hóa kiếp làm người. Rồi thầy cũng nói thêm về chuyện đang hứa với ông trưởng thôn. Thế còn chuyện này cần nói, chính là cái chuyện tôi dặn sẽ nói riêng với ông. Thế nhưng hôm nay có mặt bà con đông đủ, tiện thể tôi cũng căn dặn để mọi người về sau đừng quên. Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Thầy nói một cách chậm rãi như một lời khuyên dành cho những bậc cha mẹ. Một đứa trẻ cũng là một sinh linh vô tội. Đừng vì ích kỷ hay tức giận vì những bất hạnh của bản thân mà gieo rắc nỗi oán hận lên chính giọt máu của mình. Chúng ta đối xử với người khác như thế nào, họ cũng đối xử với mình như vậy. Sống trên đời con người chỉ có một kiếp, không biết những kiếp sau chúng ta thành gì. Cho nên bây giờ hãy cố gắng sống tốt để tích đức cho bản thân và con cháu về sau. Thầy vừa dứt câu, người nào người đấy nghe xong cũng buồn và thương cảm cho số phận đau đớn mà một đứa trẻ phải chịu đựng. Điều bài gái đó chết trong nỗi cô độc và tràn đầy uất hận, cho nên nó không thể đầu thai. Nhiều năm sau nó lớn lên như một thiếu nữ, thế linh khí cơ thể chưa đủ mạnh, cho nên nó nghĩ ra cách gá hồn vào cây mít để hút lấy tinh khí của cái cây, rồi còn hấp thụ thêm âm khí của nơi ấy vào buổi tối.
cho nên dần dần nó mạnh lên rất nhiều, cho nên bất trị và đạt tới trình độ như bất bại. Có lý do mà con ma đó không làm hại người là bởi vì oán thù của nó với con người rất lớn, lớn đến nỗi nó còn xem họ thấp kém đến mức còn chẳng đáng cho nó ra tay. Nó muốn nhấn chìm con người vào sự sợ hãi tuyệt vọng cho đến khi họ tự tìm lấy cái chết để giải thoát. Do không trực tiếp hại chết người như những hồn ma khác, nhưng những ai bị nó dọa thường đổ bệnh vật vã cả tháng trời, sống không bằng chết. Nhưng rất may vì thầy pháp cao tay kia đã kịp thời ngăn chặn tai ương này, không thể để cho nó tiếp diễn. Và vì một vị thầy cao thâm và thấu hiểu lẽ đời, nên ông biết rõ cội nguồn của vấn đề mà con người chúng ta mắc phải. Quả thực những vị pháp sư đức hạnh như thầy thử ấy đúng là rất hiếm. Vài hôm sau, dân làng ai nấy đều góp mỗi người một ít cơm cháo để giúp thầy dưỡng sức thêm nhiều ngày. Được một năm thì sức khỏe của thầy hoàn toàn hồi phục, nhưng pháp lực của ông không còn được như xưa. Sáng hôm sau, thầy xin phép trưởng làng và chào tạm biệt mọi người để trở về ngôi nhà tranh, tiếp tục sống ẩn dật. Người làng cùng trẻ nhỏ liền chạy lại xin thầy đừng đi, thế nhưng thầy bảo: "Tôi đã hoàn thành công việc của mình, cả pháp lực cũng đã tiêu tán, cho nên bây giờ trở đi tôi không còn là thầy pháp nữa. Tôi sẽ đi khắp nơi bốc thuốc cứu chữa cho những người bệnh nhân cần giúp đỡ. Nếu làng mình coi lâm bệnh tôi trở về. À, còn điều này tôi suýt quên. Ở ngay khu đất hoang đấy, mọi người hãy lập một cái miếu để thờ vong nữ đó. Tôi đã cầu siêu cho nó, cho nên chỉ cần mọi người hương khói thường xuyên thì đến đủ ngày nó tự khắc đi đầu thai. Cho nên trường làng và mọi người đừng lo lắng gì nữa." Vì cô gái chết khi còn quá nhỏ cho nên chưa có một cái tên, vì thầy bảo mọi người hãy dùng cho nó một cái tên đặt cho vong linh cô gái xấu số. Không nói gì thêm, thầy xin phép mọi người ra về, rồi một mình bước đi trên con đường làng quen thuộc, cho đến khi bóng của thầy khuất hẳn tầm mắt của người dân. Kể từ đó về sau, mọi người không còn thấy con ma đó hù dọa nữa. Rồi một buổi trưng hè tràn ngập ánh nắng chói chan, ông trưởng làng và mấy cậu thanh niên ra chỗ cây mít đã bị xé toạc. Họ cùng nhau xây lại cái miếu mới, nhang khói nghi ngút. Dưới miếu có đặt một cái đĩa đồ cúng nhỏ đựng trái cây và vài chum nước lá như để an ủi cho người khuất mày khuất mặt. Như đã được báo trước, ở đằng xa trên con đường đất đỏ có đông đảo bà con xóm làng cùng mấy cô cậu cùng nối đuôi nhau đến nơi. Họ tụ tập trước cái miếu cùng nhau chắp tay khấn. Mặc dù không có một ai có hiểu được ý nghĩa của cái tên mới cho cô gái, thế nhưng mà nhớ lại vị thầy pháp ấy đã dặn, họ gọi cô gái đó là cô Ba Xuyến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.